Hello, xin kính chào đại gia đình của chúng ta và xin chúc cho tất cả mọi người một ngày thật vui vẻ, bình an, hạnh phúc bên gia đình. Và nếu thấy thông tin này hữu ích thì cho Cali Sài Gòn một cái like, nhấn nút đăng ký kênh cũng như có một cái kênh phụ là Thương Nhớ Sài Gòn. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị thật sự nhiều. Vâng, kính thưa quý vị, mới đi làm về tới nhà. Hôm nay đi làm về sớm chút xíu, bây giờ cũng 6 giờ mấy mới đi làm về nhà mà gọi là sớm. Nhưng ở bên Mỹ này nó khác quý vị. Bắt đầu tháng 4 trở lên đó thì 6-7 giờ mặt trời vẫn còn sáng, nhiều khi tới 8 giờ mấy mặt trời cũng vẫn còn luôn. Đó là cái ưu điểm của California. Vâng, kính thưa quý vị, xoay quanh qua những câu chuyện văn nghệ thì có một cái tờ báo đăng như thế này. Chúng ta là những người YouTuber và cập nhật tin tức cũng như chia sẻ thông tin với nhau, còn vấn đề bình luận và nhận xét thì do quý vị. Tại quý vị là những vị quan tòa chính xác nhất và công bằng nhất. Dĩ nhiên dư luận phải có hai chiều, phải không quý vị? Vâng, ở đây thì theo một tờ báo văn nghệ ở Việt Nam thì có một đưa một cái tin là Lâm Vĩ Dạ ghét Hồ Văn Cường ra mặt ủng hộ tất cả các nghệ sĩ trừ Hồ Văn Cường mà thôi. Chuyện này đúng hay sai thì chúng ta cùng chia sẻ với nhau nha. Nhưng mà đâu đó thì chúng ta cũng vẫn thấy có một cụ bà 100 tuổi từ bên Úc trở về. Dĩ nhiên là không phải là từ bên Úc trở về để thăm cháu Hồ Văn Cường, mà dĩ nhiên là thăm con cháu, gia đình, thân nhân. Rồi sau đó sẵn dịp và cũng đã đến trường đại học Hoa Sen và ủng hộ cho cháu Hồ Văn Cường trong cái buổi văn nghệ hôm đó. Và chúng ta cũng thấy rằng cụ đi bước đi chậm chậm, rồi lưng khòm, từ từ len lỏi trong dòng người đông đảo, đến gặp được cháu Cường, cụ nắm tay và nói mấy cái câu mà mình nghe rất rất là cảm động, như là nó giống cháu tôi lắm. Hoặc là cái câu mà làm cho mọi người chú ý nhất là xem nó từ khi mà đi thi ở vòng ngoài cho tới bây giờ. Rồi dúi một cái món quà bao lì xì cho cháu Cường. Tình cảm đó đúng là cái tình cảm chân thật mà những người yêu chân thiện mỹ có. Chứ còn những người mà thường thường mà chúng ta nói rằng là cứ đi du khống và cứ kiếm chuyện này chuyện nọ để ra rã mạ lị và đánh tráo khái niệm thì không bao giờ họ biết được cái tình cảm trân trọng như thế nào, phải không quý vị? Vâng, bây giờ chúng ta cùng chia sẻ đến vấn đề mà Lâm Vĩ Dạ có ghét cháu Hồ Văn Cường hay không. Điều này cũng chưa nói hẳn lên tất cả, vì trong một buổi trình diễn đó thì tất cả những quay phim, những phóng viên, người ta quay được những hình ảnh này thì có người nói như thế này, nhưng mà có biết đâu họ bận công chuyện khác, mình không bên ai. Nhưng mà chúng ta chưa có nghe được những lời trả lời gì từ bên phía Lâm Vĩ Dạ, phải không các bạn ha? Đa số ý kiến cho rằng Lâm Vĩ Dạ ít nhất cũng nên giữ sự tôn trọng dù nhỏ trong khi các nghệ sĩ khác đang biểu diễn trên sân khấu. Vì hôm đó Lâm Vĩ Dạ ngồi hàng đầu như vậy là ban giám khảo hả quý vị? Tại theo hình này giống như là ban giám khảo vậy. Mới đây cư dân mạng truyền tay nhau rần rần clip Lâm Vĩ Dạ cúi gằm mặt trong khi ai cũng chăm chú nghe ca sĩ Hồ Văn Cường hát live trên sân khấu. Đây là hình ảnh này đây. Đây là Lâm Vĩ Dạ đó quý vị. Theo đó, nhiều người tỏ thái độ tức giận trước hành động bị cho là mất lịch sự của cây hài Lâm Vĩ Dạ. Đa số ý kiến cho rằng nữ diễn viên không nên làm như vậy trong lúc nghệ sĩ khác cũng đồng nghiệp với mình, mặc dù giỏi tuổi hơn, đang biểu diễn trên sân khấu, cần tôn trọng đồng nghiệp của mình hơn. Thậm chí còn xuất hiện một người tự nhận là có mặt tại đêm diễn, xác nhận là Lâm Vĩ Dạ không một giây nào nhìn lên sân khấu khi Hồ Văn Cường hát. Nhưng ngay khi tiết mục kết thúc thì cô lại ngước mặt lên để ủng hộ cho ca sĩ khác. Hành động này thì cũng đã có người lên tiếng rồi. Và đây là cháu Hồ Văn Cường hình như là đang trình diễn ca khúc ở trong cái trường. Chúng ta cùng xem lại thử ha.
Và cũng chính người này có mặt trong đêm hôm đó đã nói rằng trước đó người này cũng cho hay là nữ diễn viên Họ Lâm vẫn ủng hộ những phần trình diễn khác, chỉ trừ có cháu Hồ Văn Cường mà thôi. Cũng có ý kiến bênh vực cho rằng có thể là Lâm Vĩ Dạ đang vì quá bận rộn để tranh thủ thời gian khi Hồ Văn Cường hát, cô lo kịch bản ra đọc trước để khi mà trình diễn không bị sơ sót. Hiện những tranh cãi về phản ứng của Lâm Vĩ Dạ trong khi Hồ Văn Cường đang trình diễn trên sân khấu vẫn chưa hồi kết thúc. Và đúng hay sai thì chúng ta cũng sẽ chờ Lâm Vĩ Dạ trả lời với quý vị ha. Vâng, chúng ta cũng không phải là người trong cuộc, cho nên cũng không cần phải vội phán quyết một người nào trong khi họ đang làm những công việc có thể thôi, mình nói là có thể thôi, là đang bận rộn với lại cái công việc của họ là diễn viên, họ đọc kịch bản. Nhưng có một người trong đó lại nói rằng là họ đã chứng kiến, nhưng mà người đó là ai? Và người đó có thể chứng minh tên tuổi được hay không thì lại không có. Họ không có đưa tin tức của cái người đó cho mình biết. Lỡ mà tin tức báo chí nói thì sao không quý vị ha? Nói rằng Lâm Vĩ Dạ thì ủng hộ cho tất cả các tiết mục khác, riêng trừ tiết mục của cháu Hồ Văn Cường mà thôi. Mong rằng là nghệ sĩ Lâm Vĩ Dạ vì bận đọc kịch bản, chứ không phải như những gì mà người ta và khán giả nhìn được. Nếu mà Lâm Vĩ Dạ mà không phải là đọc kịch bản mà có thái độ với lại ca sĩ nhí Hồ Văn Cường như vậy thì thật đáng tiếc, phải không quý vị? Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ một tin ngắn về văn nghệ, diễn biến, những gì xung quanh cháu Hồ Văn Cường. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một video clip lần sau.